Gạo xén cù thì nhiều bác đã được ăn rồi, nhưng mà thóc của nó như thế nào thì chắc hẳn nhiều bác chưa biết ạ. Hôm nay thì em sẽ cho cả nhà mình xem cái thóc của gạo xén cù ra sao nha. Đó, đây là một cái nắm thóc gạo xén cù của bác nhà mình này. Để em đổ ra cái bát cho các bác nhà mình xem nha. Đó, nó có cái đặc điểm rất là đặc biệt luôn. Đó, cái hạt thóc của gạo xén cù nó cũng sẽ to hơn hạt thóc tẻ bình thường nha. Đó. Và cái râu của cái hạt thóc này này nó dài hơn các bác nhà mình ạ. Đó. Gạo xén cù nó sẽ không năng suất cao như các cái dòng gạo khác đâu ạ, dòng gạo tẻ khác đâu ạ. Thế nó cũng có nhiều hạt lép lắm. Đó, năng suất không có cao. Đó, và chỉ ở những cái nơi thích hợp mà mình trồng thì cái gạo nó mới ngon thôi. Nhất là ở cái khu vực Điện Biên nhá, cánh đồng Mường Thanh của Điện Biên nha. Đó, đây này các bác nhìn này, cái râu của nó cực kỳ là dài luôn này. Hạt thóc thì to hơn cái hạt thóc tẻ bình thường của mình đấy các bác nhà mình ạ. Đó, và nó cũng có nhiều hạt lép luôn nha. Đó, nhà mình mà ăn cái gạo sén cù này nha em ấy các bác ạ, gạo mới nên mình đổ ít nước cho em thôi nha. Đó, và mình chỉ mua 5 kg mình ăn hết rồi mình lại mua tiếp ủng hộ nha em. Chứ gạo này là sát mộc không có trà bóng nên không để được lâu đâu ạ. Em mời cả nhà mình nhé.